Mặc dù diện tích khai thác được cấp phép chỉ 1 hecta, trữ lượng khai thác là 67.801,5 mét khối, công suất khai thác là 10.000 mét khối nguyên khai trên một năm. Nhưng theo ghi nhận thực tế, doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tân Tín lại làm hoàn toàn khác so với giấy phép, với hàng loạt dấu hiệu vi phạm. Ngày 14 tháng 4 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cấp giấy phép số 15 GP-UBNG giấy phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tân Tín, trong đó ghi rõ cho phép doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tân Tín khai thác vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát sông Ba, khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Diện tích khai thác là 1 hecta, trữ lượng khai thác là 67.801,5 mét khối. Công suất khai thác là 10.000 mét khối nguyên khai một năm. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, Thịnh Bích, Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Thế nhưng theo ghi nhận thực tế, thì doanh nghiệp Tân Tín lại làm hoàn toàn khác so với giấy phép, với hàng loạt dấu hiệu vi phạm, như là dùng tàu hút để khai thác cát, khai thác ngoài giờ cho phép, khai thác vượt ra ngoài ranh giới, khai thác vượt trữ lượng cho phép. Các xe chuyên chở từ mỏ đi ra đều quá khổ quá tải, băng qua trạm cân mà không cần dừng lại, lấy phiếu, có dấu hiệu của việc trốn thuế, trốn việc giám sát tính khối lượng khai thác thực tế. 6 giờ 25 phút sáng ngày 23 tháng 8, chiếc máy đào bò ra sát mép nước dòng sông Ba bắt đầu múc những gầu cát vàng óng lên xe. Phía sau là hàng dài các xe tải loại 8 khối đang trực chở ăn cát. Một chiếc xe công nông được ưu tiên ăn trước vì đã có mặt sớm nhất. Ngay sau khi chiếc xe công nông ăn no cát, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 77C04406 có mặt. Chỉ ít phút sau, chiếc xe đã đầy cơi cát, đi ra nhường chỗ cho loạt xe đang đợi. 17 giờ 07 phút ngày 24 tháng 8, chiếc máy đào vẫn bì bõm, ngoi lên lụp xuống để vục cát lên xe. Cùng với đó là tiếng máy động cơ của tàu hút cát hoạt động, bất chấp trong giấy phép ghi rõ chỉ cho phép doanh nghiệp Tân Tín được khai thác cát bằng phương pháp lộ thiên. 18 giờ, máy đào và tàu hút vẫn hoạt động hết công suất. Chúng chỉ được doanh nghiệp Tân Tín cho dừng làm việc khi xuất hiện ống kính máy quay của chúng tôi. Quay trở lại câu chuyện khai thác vượt mốc giới. Theo ghi nhận thực tế, phần mềm đo vẽ diện tích trực tuyến thế giới và phản ánh của người dân, nhóm phóng viên chúng tôi ước tính được diện tích khai thác của doanh nghiệp Tân Tín khoảng 14 hectare, chưa tính độ xây dịch của tàu hút. Việc khai thác vượt thời gian, mốc giới, dùng tàu hút để khai thác cát của doanh nghiệp Tân Tín nhằm mục đích gì, số lượng cát khai thác được có được kiểm kê, khai báo, đóng thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.